Xin chào các em, thầy tên là Nguyễn Tài Hảo, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Chiểu. Trước tình hình dịch bệnh khá phức tạp, các em không thể đến trường. Vì vậy, các em phải học trực tuyến trên phần mềm học tập trên Edu e-learning. Và hôm nay thầy làm video này hướng dẫn cho các em các thao tác để chúng ta sử dụng phần mềm để học trực tuyến. Nào, mời các em cùng tham gia với thầy nhé. Đầu tiên, các em cần phải có điện thoại và có kết nối Internet. Và ở đây thì thầy hướng dẫn cho các em cài đặt và sử dụng điện thoại dùng hệ điều hành Android. Và các điện thoại khác thì chúng ta có thể cũng sẽ thao tác tương tự giống như dòng điện thoại này. Tiếp theo, các em mở cái ứng dụng CH Play trên điện thoại lên. Và sau đó vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là LMS để tìm kiếm ứng dụng VNEDU LMS. Sau đó các em nhấn vào nút cài đặt để cài đặt. Và quá trình cài đặt là phần mềm vào điện thoại nhanh hay chậm tùy thuộc vào tốc độ mạng của chúng ta. Như vậy là quá trình cài đặt của chúng ta đã hoàn thành và chúng ta sẽ mở phần mềm lên để sử dụng. Tiếp theo các em sẽ đăng nhập vào phần mềm và các em sử dụng nháy vào nút tài khoản VNEDU để các em đăng nhập. Và tại cái ô đăng nhập, các em nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào ô đăng nhập. Tên đăng nhập và mật khẩu thì giáo viên chủ nhiệm đã cung cấp cho chúng ta. Ví dụ 170180312 3. Và mật khẩu là cái mật khẩu mặc định hệ thống tự tạo và chúng ta đăng nhập vào. Và đây là lần đầu tiên đăng nhập cho nên là hệ thống yêu cầu chúng ta đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn cho tài khoản của chúng ta không bị mất. Sau khi đổi mật khẩu xong thì các em đã truy cập được vào giao diện của phần mềm. Thao tác tiếp theo, các em nhấy vào nút danh sách khóa học để chúng ta vào các cái khóa học và các em tìm cái khóa học mà mình sẽ tham gia. Ví dụ ở đây là khóa học tiết 43 ôn tập. Sau đó các em nhấn vào muốn vào tham gia khóa học này thì các em cần phải đăng ký. Các em nhấn vào nút đăng ký khóa học. Rồi thao tác tiếp theo, các em nhấn nút vào học để chúng ta vào học. Và ở trong cái khóa học này thì nó có những cái học liệu, những cái bài giảng và những cái bài tập, và các em có thể mở xem và hoàn thành các cái bài giảng, bài tập ở trong cái phần mềm. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em học tập thật tốt.